Cái lịch sử nó qua khoảng 60 năm nay. Các anh chị để ý thế này. Năm 1952, người ta chẩn đoán 18 ca u vú bằng siêu âm tim. Hai cái người mà đứng đầu ngày xưa chính là L với H. Người ta đo vách tim, đánh giá theo dõi mổ hẹp van hai lá từ năm 55. Và từ năm 56, cái đầu dò siêu người ta thay, trước cái gì ta làm bằng tinh thể thạch anh. Sau này người ta dùng barium titanat. Cái siêu âm càng ngày nó càng hiện đại. Như cách đây mấy ngày đó, tôi dự cái lớp siêu âm ở Hội nghị Tim Mạch Châu, tôi dự cái lớp mà người ta hướng dẫn cái kỹ thuật mới đó. Cái máy siêu âm mới nó rất hiện đại, tức là nó có thể đo rất chính xác mọi chuyện và hình ảnh nó rất rõ. Thành ra càng ngày nó càng làm kỹ thuật về vật lý nó giỏi hơn đó, về toán học nó giỏi hơn, nó làm máy siêu âm càng ngày càng chúng ta dễ làm hơn, và như vậy chúng ta hiểu đúng hơn mọi chuyện trong siêu âm tim. Tuy nhiên tất cả điều cơ bản là các chị phải biết thì mới chị mới sử dụng máy hiện đại được. Rồi trong giai đoạn đầu tiên của năm giai đoạn đầu tiên thì chúng ta có máy siêu âm TEM thôi, chứ là chúng ta cắt một chiều, sau đó chúng ta mà cắt máy siêu âm tim hai chiều. Siêu âm tim hai chiều nó cho phép chúng ta nhìn những quả tim nó co bóp, là hai chiều đấy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu năm tác giả, cái người mà có nghiên cứu nhiều về hai chiều về Mỹ đó chính là Feigenbaum. Những cái sách siêu âm tim của ông thì thường tôi dùng để làm tiêu chuẩn để tôi giảng cho các anh chị đó. Cuốn sau cùng của ông cũng khoảng hơn năm 2005. Rồi năm Satomura người Nhật năm 56 bắt đầu ứng dụng Doppler của tim. Rồi sau đó thì người ta dùng Doppler màu. Thì như vậy thì siêu âm tim giai đoạn đầu tiên chúng ta có TEM, giai đoạn chúng ta có 2D. Thì siêu âm TEM và 2D chúng ta khảo sát cấu trúc của tim. Thì bây giờ nó có máy siêu âm mới, nó gọi là máy siêu âm 3D. Máy siêu âm 3D nó có lợi là các anh chị nhìn cấu trúc của tim y như các anh chị nhìn người ta mổ đó. Hình ảnh nó 3 chiều, 3D là 3 dimension. Chúng ta nhìn hình ảnh 3 chiều giống như mình nhìn mổ đó. 2D thì chỉ có 2 chiều thôi. Còn Doppler là gì? Doppler là chúng ta khảo sát vận tốc dòng máu chảy trong tim, từ đó chúng ta khảo sát cái đạo. Như vậy nói tóm lại, nhờ sự tiến bộ của siêu âm, chúng ta có thể khảo sát, nhìn rõ cấu trúc của tim, chúng ta có thể khảo sát được huyết động của tim, áp lực trong buồng tim, vận tốc dòng máu chảy qua van tim. Và tôi học tim mạch đấy từ năm 1968, tôi đã học tim mạch rồi, thì lúc đó chưa có siêu âm tim ở Việt Nam. Thì mình rất khó tưởng tượng những bệnh tim học sinh. Nhưng mà từ khi mà chúng ta có siêu âm tim, các anh chị hiểu rõ mọi chuyện, hiểu nó dễ dàng hơn. Thành ra những anh chị nào học tim mạch, chuyên khoa tim mạch bắt buộc luôn luôn phải học qua lớp siêu âm tim. Thì các anh chị mới hiểu rõ vấn đề về tim mạch và người bệnh, và chẩn điều trị nó đúng được. Thì đây là các kỹ thuật siêu âm tim chúng ta có qua thành ngực. Siêu âm tim qua thực quản là chúng ta lường cái đầu dò của thực quản. Chúng ta biết là chùm tia siêu âm chúng ta nó đi qua rất tốt trong môi trường nước, nó đi qua cũng khá trong môi trường chất dẫn, nhưng mà nó không qua tốt ở trong môi trường không khí. Bây giờ chúng ta làm ở đây, nếu phổi chúng ta phát triển quá chúng ta nhìn nó không rõ, hoặc lồng ngực bác làm to quá mình nhìn không rõ. Còn siêu âm tim qua thực quản, chúng ta để đầu dò siêu âm nó gắn bám vào cái ống như cái ống nội soi đấy, các anh chị để thực quản thì nó sát cái nhĩ trái. Như vậy chúng ta nhìn trực tiếp thì chúng ta gọi là siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim chụp buồng tim thì thường thường nó làm cho nghiên cứu. Sau này thì có một số trường hợp thông liên nhĩ, nó làm siêu âm buồng tim để nó thích khảo sát, nó làm điều trị cho thông liên nhĩ. Siêu âm tim làm mạch máu mạch vành thì bây giờ là cái rất phát triển ở Việt Nam. Thí dụ như ở đây và Tâm Đức, chúng ta có siêu âm tim làm mạch vành, cái đầu dò nó 40 MHz. Chúng ta luồn cái catheter luồn vô mạch vành, chúng ta coi rõ cái cấu trúc của mảng xơ vữa, chúng ta coi nó hẹp bao nhiêu phần trăm, từ đó chúng ta có quyết định chúng ta có nên nạo đặt stent người bệnh hay không. Thì đây là cái phương tiện mà ở Việt Nam khá phát triển. Siêu âm thai nhi thì nó phát triển đầu tiên ở Hiền Tim, lúc đó tôi đưa về để phát triển này. Đây với chúng ta có cái lớp siêu âm tim thai, các anh chị sau khi học siêu âm tim xong muốn học lớp siêu âm tim thai chúng ta một năm chỉ mà có một lần thôi. Thường thì khi nào học siêu âm xong chỉ 2 năm. Những em chị nào có làm về bẩm sinh thì nên học siêu âm tim thai nhi. Thì cái này nó có lợi là thế này.
siêu âm trên thai nhi, mình làm vào tháng thứ 5 của thai kỳ, mình phát hiện ra được những bệnh lý của thai nhi, kể cả chẩn đoán suy tim của thai nhi đó. Anh chị làm sớm, chẩn đoán sớm, thì các anh chị có sự biện pháp điều trị khi em bé ra đời. Tôi lấy thí dụ nha, em bé nó bị bệnh tim bẩm sinh nặng, thì chắc chắn tôi không dám khuyên sinh ở tỉnh. Tôi sẽ phải khuyên là sinh ở Từ Dũ, Hồng Vương. Và khi cháu sinh ra, cái thằng anh chị chuyển qua bệnh viện tim, anh Nhi Đồng 1, hay là Tâm Đức, Nhi Đồng 2 để phẫu thuật ngay. Có những bệnh tim bẩm sinh bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật ngay sau khi ra đời. Thì đó là siêu âm tim thai nhi. Cái này ở các nước đã phát triển lắm, ở Việt Nam chúng ta phát triển từ khoảng hơn 10 năm nay. Và đây là phương tiện rất tốt, và nhất là những anh chị nào mà em nào mà có bầu con tháng thứ năm, tôi nghĩ nên là ông ngoại quốc gần như tất cả đều làm siêu âm tim thai nhi hết, để chúng ta phòng ngừa trước được. Nhất là em nào con quý đó, ví dụ mình 35, 36 tuổi mà mình có bầu đó, thì lúc đó thì mình rất sợ là con nó hư thì bắt buộc làm siêu âm tim thai nhi. Thì tôi biết bây giờ cái này tôi có dạy cho các em ở Từ Dũ đó, cái nhóm mà nguyên ở Từ Dũ đó, thì kết hợp đây tôi dạy cho mấy em đó, thì Từ Dũ thường thường hay gửi đến chúng ta kết hợp làm siêu âm tim thai nhi, thì chúng ta muốn là đứa nhỏ nó ra đời nó được trọn vẹn. Siêu âm tim ba chiều bốn chiều thì là cái máy thôi chứ không là cái vấn đề. Thế đây khi làm siêu âm chúng ta có bốn vị trí khác này. Thứ nhất là vị trí cạnh ức. Thường thường đầu dò chúng ta đặt ở lên sườn 3, lên sườn 4 bên trái sát xương ức. Thứ hai mỏ tim thì đầu dò chúng ta đặt ngay chính cái mỏ tim đó. Thứ ba là dưới sườn, thứ tư chín quả ức. Thì đây là bốn vị trí thường quy chúng ta làm siêu âm tim của người bệnh. Thì đây là người ta cách cầm đầu dò, các anh chị để ý thì người ta cầm giống như cầm cái bút đó, đầu dò tay này. Cái này là cạnh ức. Có một số người gầy thì tôi có thể để nằm ngửa tôi làm ngay được. Nhưng có một số người bắt buộc, nhất là những người mà hút thuốc lá nhiều, những người mập, tôi phải cho nằm nghiêng 90 độ tôi mới làm, cái tùy các anh chị làm. Thì người gầy thì tôi sẽ làm ngay, con nít thì tôi làm ngay này, nghiêng. Và thường thường các anh chị đẩy cái đầu giò nó hợp với cái lồng ngực, một góc khoảng 90 độ đến 80 độ, các anh chị nghiêng nhẹ đầu giò. Đó là cách chúng ta cắt cạnh ức. Rồi sau đó thì chúng ta bắt từ mỏm tim, thì cái đầu giò chúng ta phải để đính cái chúng ngay cái mỏm tim của chúng ta. Giống như mình nghe cái kiểu hẹp hẹp văn hai lá, nên chỉ nhớ hồi xưa lúc y ba mình tập nghe rù tâm chương hẹp văn hai lá, thì ông thầy bắt buộc mình phải sờ đúng cái mỏm tim, mình để cái chuông ngay cái mỏm tim mình mới nghe cái rù tâm chương hẹp văn hai lá. Thì siêu âm tim cũng vậy, cái chị nhớ để đỉnh đầu giò ngay đỉnh của mỏm tim, cái chị cắt cái vị trí làm siêu âm của cái mặt cắt từ mỏm tim. Dưới sườn với em thấy có gì đặc biệt không? Con có thấy có gì đặc biệt không? Dưới sườn cái này có gì đặc biệt không? Cái tay của ông nó thế nào? Ông không cầm như lúc nãy nữa nha. Lúc nãy ông cầm thế này phải không? Cái tay ông cầm thế này. Tại sao dưới sườn mình bắt cầm giống như mình cầm dao mổ đó? Tại sao dưới sườn mình cầm thế này? Tại vì ở dưới sườn á, nhiều khi mình phải áp cái đầu giò sát xuống thành bụng. Nếu mà mấy em cầm thế này đó, em đâu áp đầu giò xuống thành bụng được. Bây giờ thầy lấy được cái thành bụng ở đây nhé. Em cầm thế này, em áp xuống nó vướng thế này. Thầy đó lý rồi. Khi mà mấy em đi thi, luôn luôn tôi nhìn cái em cầm cắt dưới sườn, cái em cầm đầu giò thế nào. Em cầm đầu giò là sai, tôi không đồng ý. Em phải bắt cầm thế này. Thì khi cầm cái em áp đầu giò xuống thành bụng mới được. Thế các em thầy để ý cái ông này. Ông cắt, ông để là cầm đầu giò như thế này, mục đích là áp xuống thành bụng. Rồi, trên hóc ớt thì thế này, ông lại cầm đầu giò trở lại như trước đó. Mà ở người này, lúc này cái cổ phải ngửa ra rất nhiều. Tại chúng ta có ngửa cổ ra thì cái cung động mạch chủ mình nó mới sát đây. Các anh chị để hơi gập thì nó bị cái không khí nó che mất thì đầu giò đâu có giò. Thường thường là tôi hay mỗi phòng tôi cho một cái máy gối ôm tròn tròn nhỏ nhỏ đó, tôi lót dưới vai như vậy, thì bệnh nhân ngửa cổ các anh chị cắt đấy, cái này cắt trên hóc ớt. Như đây vậy là bốn vị trí chúng ta cắt đầu giò làm siêu âm tim. Rồi siêu âm tim một chiều, tôi nhớ cái năm khoảng năm 82-83 ở Việt Nam chỉ có mỗi chợt đấy có máy siêu âm tim một chiều à. Mình không hề nhìn thấy quả tim vận động, nó cắt ra cái đường thẳng.
nó mình chỉ xem tiêu một chiều, nhưng mình cũng chẩn đoán hẹp van hai lá, tôi nhớ có những ca chẩn đoán hẹp van hai lá, nhưng mà cái xem tiêu một chiều nó không cho phép mình nhìn thấy cục máu đông trong tim. Tôi nhớ tôi có bà bệnh nhân là 32 tuổi, bà bị hẹp van hai lá nặng lắm, mà lúc đó phải mổ tim ký, ở đó Việt Nam chưa mổ được tim hở. Thì mình làm xem tim một chiều, mình khám lâm sàng, mình chắc chắn bài ni ha đã ba rồi, ni ha ba tức là bài đi một vài bước, vài khó thở đó, và chắc chắn có chỉ định mổ. Nhưng mà đến lúc mổ, vừa đi mổ, mổ ở đó chỉ có chẩn đoán mổ thôi, chỗ giáo sư Nguyễn Kinh Dư, giáo sư Đoàn Hồng đó. Thì mình mổ xong thì bà bị liệt, tại vì lúc đó mình không có phương tiện mình chẩn đoán là bà có huyết khối trong tiểu nhĩ hay không. Thì lúc đó mình đã ưu siêu âm, thành ra cái siêu tim một chiều nó không cho phép mình nhìn cái đó. Thì mổ xong, tại vì khi mà mổ tim kín á, thì mấy ông thầy phải thò ngón tay, hoặc phải dùng cái ecarter đi boss, ông luồn qua tiểu nhĩ, ông vô tâm nhĩ, ông mổ. Nếu vô tiểu nhĩ đụng thì cũng có đông chạy đi, thì bà bị tai biến. Tức là mình mổ được người ta hẹp van hai lá, sau đó người ta tai biến. Đó bây giờ, với đó hầu như bây giờ mình không bị nữa. Tại sao bây giờ mình nhờ bác siêu âm? Mình nếu có huyết khối ra, mình sẽ mổ tim hở, hoặc là mình điều trị cho tan hết cục huyết khối, mình mới mổ tim kín như vậy, mình nam van hay nám bong bóng như người vậy. Như vậy siêu tim một chiều nó cũng là cái tiến bộ, nhưng nó chưa đủ. Do đó người ta siêu tim hai chiều, ở siêu tim rất là, trong này ta chia rất là sung, rất là liên tục, rất là màu. Trong này là sung hết, tức là chúng ta khảo sát vận tốc dòng máu ở từng vị trí của tim. Còn đó là liên tục, chúng ta khảo sát vận tốc dòng máu suốt dọc của cái đường nắp le, chỗ nào vận tốc cao nhất thì hiện tại. Còn nắp le màu là gì? Nắp le màu chính là nắp le sùng, nó quy ước hóa. Cái dòng máu nó chạy về phía đầu giò, chúng ta đều màu xanh. Dòng máu chạy xa đầu giò, chúng ta đều màu đỏ. Nó là màu nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có quy ước hóa về cái dòng máu thôi. Chứ còn ví dụ các anh chị nhìn màu xanh màu đỏ, các anh chị không nói đó là máu. Máu đen hay máu đỏ được, mà dòng máu chảy xa đầu giò chảy máu về phía đầu giò. Có xin nói dòng máu chảy xa đầu giò màu xanh, một phía đầu giò màu đỏ, nó là nguyên tắc quy ước hóa và đắp lại màu thôi. Rồi đây là đắp lại, đây là ví dụ đây là bằng cắt cảnh ở chụp giò. Thường đây tôi cắt 2D trước, thì tôi thấy cái quả tim vận động, đây là đồng mạch chủ, đây là nhĩ trái, đây là van hai lá, đây là van đồng mạch chủ, đây vết lên thất phía sau thất trái, đây là thất phải. Tôi cắt chùm tia ngang đây thì đắp là cắt tê em ngang ban đồng mạch chủ. Thì ngày xưa đó thì đắp là tê em chúng ta chỉ cắt được hình này thôi, chúng ta hoàn toàn không nhìn rõ cấu trúc ở trong này. Do đó thì tôi không nhìn thấy quả tim nó vận động, chỉ cắt hình này. Nhưng cái hình này vẫn có lợi, nó cho phép chúng ta đo cái biên độ mở ban đồng mạch chủ, nó cho chúng ta đo đường kính của nhĩ trái, đường kính của đồng mạch chủ. Bình thường đường kính của nhĩ trái người lớn bình thường khoảng đường kính khoảng 30 mm. Đường kính đồng mạch chủ bình thường người lớn khoảng 30 mm. Nếu đường kính đồng mạch chủ nó gấp trên 1,5 lần đường kính bình thường đó, chúng ta nói là chúng ta bị phình đồng mạch chủ. Đây cái định nghĩa phình đồng mạch chủ. Tôi lấy thí dụ nha, ví dụ một bác quá 60 tuổi vô, bác kêu là dạo này bác hay bị nặng ngực. Mình làm siêu mình thấy đường kính đồng mạch chủ bác đến 50 mm, đồng mạch chủ lên đó, thì mình nói ngay là bác bị phình đồng mạch chủ. Ở trường hợp đó thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Một trong nguyên nhân là răng mai, thì luôn luôn lúc đó tôi phải thử VDL xem bác có bị răng mai ngày xưa. Răng mai thời kỳ thứ 3 nó làm bệnh lý biến chứng của tim người bệnh. Thì đây là cái mặt từ cái mặt cắt, từ cái này này tôi cắt chùm tia đắp lên chùm kia tê em đó, ngang cái bờ tự do bằng hai lá. Tôi đo co được kích thước của vùng thất trái này. Đây đường kính tâm trường thất trái, đường kính tâm thua thất trái. Thế đó là về dày vết liên thất, về dày vết sau thất trái, vào thời kỳ tâm trường và vào thời kỳ tâm thua. Các anh chị chỉ cần đo những dữ kiện đó, máy tự động nó tính cho chúng ta. Nó tính cho chúng ta thứ nhất là phân suất tống máu. Phân suất tống máu bình thường là trên 55%. Thì các anh chị biết là bình thường phân suất tống máu của chúng ta đó, nếu bệnh nhân một người đến chúng ta mà suy tim, chúng ta thấy người ta kêu khó thở, ni ha 2 hoặc 3, và chúng ta làm siêu âm tim, phân suất tông máu ở dưới hay bằng 40%, chúng ta nói thì đó là suy tim tâm thu, chúng ta chữa nó khác. Còn ngược là người ta thấy khó thở,
chúng ta đo chất NT, PRO-NP khá cao, chúng ta nghĩ người này khó thở, ta suy tim, và chúng ta làm siêu, chúng ta thấy phân tử trong máu bác vẫn 55% chẳng hạn, thì chúng ta nói hoặc là 45% hoặc là 50%, thì chúng ta nói là bác này cũng suy tim, nhưng nó suy tim tâm chưa, hoặc người ta gọi là suy tim với phân tử trong máu bảo tồn. Như vậy thì với siêu âm chúng ta đo là phân tử trong máu, nó cho phép chúng ta phân biệt là suy tim tâm thô hay suy tim tâm chưa. Chúng ta đo bề dày với lên thất, chúng ta chia cho bề dày với sau thất trái. Bình thường tỷ lệ nó là 0.9 đến 1.3. Bình thường với lên thất của chúng ta là gần như nó bằng với sau thất trái. Người lớn nó khoảng 11, với sau nó khoảng 11, khoảng 12 thôi. Tỷ lệ nó là 0.9 đến 1.3. Bây giờ nếu người ta bị bệnh gọi là bệnh cơ tim phì đại đấy. Ví dụ các anh chị gặp một cầu thủ nó đá bay, tự nhiên đường đá bay nó lột lăn quay nó chết đấy. Hôm trước có một cầu thủ bên Pháp đứng đá banh tự nhiên nó chết đột tử trên sân á, thì người ta mổ xác ra người ta phát hiện ra anh đã bị bệnh cơ tim phì đại. Bệnh cơ tim phì đại là một nguyên nhân gây ra đột tử khi gắng sức ở người trẻ. Thì lúc đó thì nếu chúng ta đo bề dày, có những người tôi đo bề dày với lên thất đến 27 mm, với sau thất trái có 10 mm, tỷ lệ nó là 2.7. Tôi chẩn đoán ngay là người này bị bệnh cơ tim phì đại, tôi phải chữa ngăn ngừa đột tử cho người bệnh. Đây là bệnh di truyền của người ta. Rồi siêu tim hai chiều nó có lợi là nó khác TM, là nó khảo sát vận động các cấu trúc của tim. Siêu tim hai chiều chúng ta cũng có bốn vị trí cắt là cành ớt, mỏm tim, dưới sườn và trên mõm ớt. Thì đây được gọi là mặt cắt cành ớt trục dọc. Khi các em đi thi cuối khóa, cái mặt cắt đầu tiên tôi yêu cầu các em cắt luôn luôn là mặt cắt cành ớt trục dọc. Chúng ta làm bất cứ siêu âm tim người nào, chúng ta tìm bệnh tim bẩm sinh hay bệnh tim người lớn, mặt cắt đầu tiên luôn luôn là mặt cắt cạnh ức trục dọc. Các chỉ cắt làm sao, thường thường nguyên tắc là chúng ta để đầu dò ở lên sườn 3, lên sườn 4 bên trái cạnh xương ức. Chúng ta có thể để bệnh nhân nằm ngửa hay bệnh nhân hơi nghiêng trái 60 độ, nghiêng trái 90 độ, tùy làm thế nào chúng ta rõ thôi. Nhưng mà nguyên tắc mình cắt thế nào, mình cắt làm sao để thành trước thất trái này. Thành trước là động mạch chủ, đây là động mạch chủ của mình, thành trước động mạch chủ. Nó hợp với vách lên thất, một góc khoảng 180 độ là mình cắt đúng lắm. Trường hợp này nó hơi gặp một chút, trên lý tưởng là cắt cái này 180 độ. Đây là thành sau thất trái, đây là nhĩ trái, đây là thất trái, đây là vách sau của thất trái, đây là vách lên thất, đây là thất phải. Còn cái này lá trước của văn hay lá, lá sau văn hay lá. Còn văn động mạch chủ lúc đó đóng nó thế này, ở đây. Thì đây là mặt. À, cái mặt cắt này các anh chị cắt trục dọc sao các anh chị có thể thấy quả tim nó co bóp, van nó đóng lúc mở. Vào thời kỳ tâm trương thì van hai lá nó mở, van động mạch chủ nó đóng. Còn ngược lại vào thời kỳ tâm thu thì van hai lá nó đóng, van động mạch chủ nó mở. Các anh chị có thể nhìn rõ nó đóng mở như vậy. Thì đây là mặt cắt trục dọc. Ở đây cái đây là cái hình người ta vẽ, thì người ta thì chúng ta dễ tưởng tượng là khi cắt trục dọc ấy, cái đầu dò chúng ta để đây cắt dọc theo quả tim, chúng ta gọi là mặt cắt cái những theo trục dọc. À, mặt cắt cạnh ức trục dọc chúng ta xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Thế là các anh chị, tôi lấy ví dụ các anh chị đừng để đầu dò như thế này nhé. Các anh chị cắt được trục dọc, các anh chị xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Lúc mình mới cầm đầu dò siêu âm mình run lắm, tôi nhớ lần đầu tiên tôi làm, tôi không thể nào tôi xoay được 90 độ theo chiều kim đồng hồ mà tay nó không run. Thì lúc đó các anh chị vẫn có thể dùng cái tay trái, các anh chị giữ cái đầu dò trục, các anh chị lấy tay phải, các anh chị xoay. Thế không ai cáo gì đến khi mình quen, thì cái mấy chị các chị lên đây thì mấy bác sĩ ở viện tim quen rồi thì các chị dùng một tay, các chị xoay dễ dàng. Nhưng lúc mới tập đó, nếu mình thay tay mình rung, tại sao tôi cần các anh chị làm trụ vững? Tại anh chị trụ vững, các chị xoay mới đúng được, chứ các chị nhích đi một chút là nó mất cái hình. Từ đó thì mình phải xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta được mặt cắt cạnh ức trục ngang, ngang van động mạch chủ. Đây là van động mạch chủ. Van động mạch chủ hình gì? Em có nhớ van động mạch chủ hình gì không? À, van động mạch chủ có mấy mảng? Ra trường mấy năm rồi? Hả? À, mới ra trường à? À, dân mới ra trường năm nào con? Năm 2003 mới có 1 năm à? Mà con quên rồi thì bởi con là chương vô kỳ rồi. Con học cái gì? Học cái quyền pháp thì học xong nó quên hết rồi. Văn động mạch chủ có 3 mảnh hình tổ chi, mình quên rồi sao? Văn động mạch phổi có mấy mảnh?
Đó là bệnh phổi có ba mảnh là tổ chi, văn hai lá có mấy mảnh. Hai lá không trả lời ba mảnh thì về đi tu.